người ta dễ có cảm giác mọi sự hối hả vội vã của cuộc sống được kéo chậm lại. Có lẽ bởi thế việc nhâm nhi một tách cà phê trong không gian yên tĩnh của quán luôn được mọi người ưu tiên, đặc biệt là giới trẻ. Hiện tại tôi đang đứng tại phố Đinh Lễ. Điều đặc biệt trong con phố nhỏ này là sự tồn tại của một quán cà phê sách nằm trên gác 2, ẩn sâu trong khu tập thể 5 Đinh Lễ. Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang ngồi trong quán cà phê Chuyện. Và ngồi cạnh tôi đây là anh Đức Anh, hiện là quản lý của quán cà phê Chuyện. Anh có thể cho em biết về ý tưởng của quán của mình không? Ý tưởng quán của mình... Thực ra lúc đầu ý tưởng quán của mình là cà phê sách không của chị Nguyễn Linh, tên ban đầu quán là Nguyễn Linh Daily. Thì mọi người có thể mua sách hoặc mượn sách ở bên quán cà phê quán sách để sang bên này đọc và dùng cà phê. Nhưng mà sau đấy thì chị Nguyễn Linh hợp tác với chị Chi là founder của ý tưởng của Chuyện này. Chuyện là một cái không gian này thì nó sẽ dành cho các cái hoạt động của cộng đồng mà nhắm tới việc nói về sách và sống. Quán chẳng ngồ nào bon chen như một quán mở theo hình thức kinh doanh, cũng chẳng phô trương màu mè. Đến đây các bạn sẽ cảm nhận được sự độc đáo trong cách trang trí với những bức tranh được vẽ lên tường, một vài bộ bàn ghế nhỏ tạo ra không gian rất riêng mà chỉ ở Chuyện mới có. Ngoài đồ uống đa dạng vừa túi tiền thì đây là một nơi lý tưởng cho việc thư giãn, nhâm nhi một tách cà phê và bước mình vào thế giới siêu rộng lớn của sách với đa dạng các đầu sách từ sách giải trí, truyện, tiểu thuyết đến sách ngoại văn. Anh có thường xuyên đến đây không ạ? Bình thường đến đây thì mình sẽ mượn sách ở đây để đọc hay là mình sẽ làm việc? Thường thì đây là những cái buổi kiểu đi kiểu thư giãn ấy thì là mình có thể mua sách ở bên kia xong mình sẽ đi đọc sách hoặc là mình sách bên đây thì cũng được. Sau một hồi loay hoay thì tôi đã chọn được cho mình một cuốn sách của mình. Nếu như cuối tuần này các bạn đang suy nghĩ đến việc sẽ phải đi đâu quanh Hà Nội thì đừng quên qua góc nhỏ này nhé.